và họ chèo thuyền tới Gadara, ở về phía bờ bên kia của hồ Galilee. Giê-xu, con của Thượng Đế Chí Cao, Chúa muốn làm gì tôi đây? Tội van Chúa, đừng trừng phạt tôi. Tên ngươi là gì? Bình Đoàn. Chúa ơi, chúng tôi van xin người, xin đừng đuổi chúng tôi xuống vực sâu. Cho chúng tôi được nhập vào đàn gia súc như bẩn kia. Ê, quay lại đây. Dừng. Dừng lại. Vậy bọn quỷ ra khỏi con người ấy. Lại đây. Và nhập vào đàn gia súc nhơ bẩn đó. Đi khỏi đây ngay. Thầy phù thủy kia, đi đi. Mời rời khỏi chỗ này. Đi đi. Đi khỏi nơi này mau. Thầy đi đâu tôi xin được theo thầy. Cho tôi đi với thầy. Anh về đi. Kể lại việc Thượng Đế đã làm cho anh.